Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 xin được gửi tới các bà, các mẹ và những nữ khán giả thân thiết của chương trình 60 giây lời chúc sức khỏe và bình an. Và chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Những bóng hồng với cống hiến to lớn trong việc trị bệnh. Học sinh xã Đào Thành An, Cần Giờ nô nức trở lại trường học. Khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng trong vụ sai phạm đấu thầu ở bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Và người dân Mexico rộn ràng đón ngày lễ quan trọng nhất năm. Thưa quý vị, giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021 đã được trao cho những tập thể và cá nhân thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực công tác khác nhau. Nhưng riêng hôm nay, chúng tôi xin được tôn vinh những phụ nữ ngành y với những cống hiến to lớn của họ vào việc trị bệnh, cứu người. Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, được biết đến là người tiên phong đưa kỹ thuật ECMO về Việt Nam giúp cứu sống nhiều bệnh nhân. Bà được đồng nghiệp và mọi người trìu mến gọi là chị Hai hay nữ tư lệnh hồi sức. Thật sự mình rất là xúc động, tại vì có những người mà mình không có biết, người ta biết mình rất nhiều thì họ đều gửi lại những lời chúc mừng. 5 năm trước, bác sĩ Quang Thị Diễm Tuyết nhận khen thưởng cá nhân. 5 năm sau, chị cùng tập thể Bệnh viện Hùng Vương nhận khen thưởng tập thể Phụ nữ Việt Nam năm 2021. Trong công việc tuy rằng rất là bận rộn, nhưng mà lúc nào cũng dành thời gian cho gia đình và đặc biệt là tôi có được một cái hậu phương rất là vững chắc, rất là thuận lợi để tôi có thể tham gia các cái hoạt động của bệnh viện cũng như là của xã hội. Mỗi ngày mình làm cái công việc này mình càng thấy yêu hơn từ cái bản thân, cái nghề nó mang lại cho mình có những cái cảm xúc nhất định. Và hôm nay, nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, tạm quên những áp lực trong công việc, họ đã dồn hết tâm trí để trở thành những người phụ nữ tài năng, khéo léo, cùng với tiếng cười, niềm vui, những cành hoa rực rỡ cho ngày của riêng mình. Đến thời điểm hiện tại, việc chi hỗ trợ cho người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đang đi vào những giai đoạn cuối. Dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng lực lượng tại các cơ sở đang dồn lực tập trung để việc chi hỗ trợ bà con được diễn ra theo đúng thời hạn, đúng đối tượng. Ghi nhận của chương trình tại quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Đôi vợ chồng này đã ngoài 60 tuổi, sống nhờ vào việc bán vé số. Dịch ập đến, bị mất thu nhập, nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời của địa phương mà họ thấy an tâm hơn. Trên chính quyền địa phương cũng có quan tâm vợ chồng tôi. Trong những lúc mà không có đi bán như vậy, cũng có tiền mua thuốc men cho ông. Quận 8 có tiến độ chi hỗ trợ chậm hơn so với các quận huyện khác. Nhưng với tiêu chí không ai bị bỏ lại phía sau, quận đã tập trung toàn bộ lực lượng để hoàn thành chỉ tiêu theo đúng thời hạn là 22 tháng 10. Đến ngày 19 tháng 10, thì chúng tôi đã chi được là 90%. Tuy nhiên, thì hiện nay là quận 8 cũng còn cái số lượng mà bổ sung cũng khoảng trên 20.000 trường hợp nữa. Còn cái số bổ sung thì chúng tôi sẽ có xin để có cái gia hạn thêm thời gian. Đối tượng được nhận hỗ trợ đợt 3 được tính theo nhân khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh là mỗi người 1 triệu đồng, không phân biệt thường trú, tạm trú hay lưu trú, kéo dài đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2021. Sáng nay 20 tháng 10, thêm nhiều vật tư trang thiết bị y tế của các đơn vị với tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng đã được gửi đến Ban vận động tiếp nhận và phân phối quỹ phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh. Đây tiếp tục là những sự hỗ trợ kịp thời cho đội ngũ y bác sĩ trong quá trình chống dịch. Nguồn tiền ủng hộ đến từ Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, công ty Capolan Watco 2, công ty bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam, công ty cổ phần thực phẩm Wan Wan, công ty Coi cà phê Việt Nam. Nguồn kinh phí ủng hộ này sẽ được phân bổ về cho 6 bệnh viện và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng việc tiêm phủ 2 mũi vaccine sẽ được thực hiện sớm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là một điều kiện cần thiết để quá trình phục hồi kinh tế thành phố được đẩy nhanh và mạnh trong thời điểm này. Chúng tôi rất là cảm kích với sự đồng hành kịp thời của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị, các tổ chức đã đồng hành hỗ trợ kịp thời những cái vật lực để và cũng như cái quỹ để chúng tôi cũng tham gia tốt hơn vào công tác phòng chống dịch. Trong suốt hơn 5 tháng qua, những nguồn hỗ trợ tài lực và vật lực như thế này đã đồng hành cùng các cơ sở y tế thành phố vượt qua giai đoạn căng thẳng của dịch bệnh, đồng thời có những phương án chuẩn bị cho tình hình mới. Thưa quý vị, sau nhiều ngày chờ đợi, hôm nay gần 250 học sinh khối lớp 1, 2, 6, 9 và 12 của trường tiểu học Thạnh An và trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Thạnh An, huyện Cần Giờ đã đi học trở lại.
Công tác phòng chống dịch tiếp tục được các trường thực hiện nghiêm và đây cũng là tiền đề để Cần Giờ tiếp tục nới lỏng cho nhiều trường học khác trên địa bàn huyện. Trước khi bước vào lớp học, các em học sinh sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Nhà trường đã chia 3 cổng để các em bước vào lớp trong giãn cách. Và cái lớp học thì cũng lệch tầng, lệch khói và sử dụng nhà vệ sinh riêng của cái tầng cái khói đó. Chủ nhiệm cũng đã thường xuyên giữ liên lạc với phụ huynh học sinh là khi các em ra khỏi nhà là phải gia đình là phải kiểm tra cái thân nhiệt cũng như sức khỏe của em trước. Nếu có những cái triệu chứng gì bệnh thì yêu cầu là ở nhà. Tại trường tiểu học Thành An, tất cả các giáo viên, nhân viên đều được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Trường cũng đã tổ chức phun khử khuẩn toàn trường, sắp xếp bàn ghế đảm bảo giãn cách, chủ động chuẩn bị kịch bản ứng phó nếu phát hiện có ca F0. Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ đề nghị hai trường này đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện vào ngày thứ Sáu, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện, từ đó đúc kết để mở rộng thêm các khối lớp nếu đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, theo thông báo chúng tôi vừa nhận được, căn cứ theo chỉ thị số 18 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, từ ngày 22 tháng 10, hoạt động kinh doanh sổ số trên địa bàn thành phố chỉ được thực hiện tại các điểm cố định, tạm dừng hoạt động bán vé số dạo cho đến khi có thông báo mới. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu quay số mở thưởng trở lại kể từ kỳ sổ ngày 23 tháng 10. Thưa quý vị, trong những ngày qua, trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp của tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt ở nhiều nơi. Còn tại xã Đưng Cơ Nơ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn liên tục kéo dài cũng gây sạt lở nghiêm trọng. Ngoài khu vực ngay sau trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đưng Cơ Nơ bị sạt lở với lượng bùn đất lớn, thì 3 địa điểm khác trên địa bàn xã cũng bị lượng bùn đất đe dọa cuộc sống của người dân hoặc gây ách tắc giao thông. Theo số liệu ban đầu, đường Trường Sơn Đông sạt lở một điểm dài khoảng 20 mét, một số vị trí mặt đường và hệ thống thoát nước bị xói trôi hoặc vùi lấp, nhiều đoạn đường giao thông nông thôn cũng bị hư hỏng. Còn tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay đã có gần 400 ngôi nhà bị ngập lụt. Tất cả các hộ này đều được lực lượng công an huyện và chính quyền địa phương tổ chức sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Về sản xuất nông nghiệp, mưa lũ đã gây thiệt hại gần 2.000 hecta lúa và hoa màu, hơn 11 hecta ao cá bị ngập, trên 900 con gia súc gia cầm bị nước lũ cuốn trôi. Hiện công an huyện Ea Súp đang tổ chức lực lượng tích cực hỗ trợ người dân khắc phục những khó khăn do mưa lũ gây ra, phối hợp cùng quân đội và chính quyền địa phương tổ chức thu hoạch lúa hoa màu giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau lũ. Ngay sau đây trong chương trình, Facebook phải nộp phạt vì phân biệt đối xử người lao động. Hội chợ sách lớn nhất thế giới mở cửa trở lại. Thưa quý vị, nhà chức trách Mỹ cho biết Facebook đã đồng ý trả khoản phạt 14 triệu 250 ngàn đô la Mỹ vì các cáo buộc liên quan đến phân biệt đối xử với người lao động Mỹ và vi phạm các quy tắc tuyển dụng của liên bang. Tháng 12 năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã kiện Facebook do hãng này ưu ái việc làm cho những người nhập cư bằng cách tránh quảng cáo trên trang web tuyển dụng của mình. Hãng chỉ chấp nhận những hồ sơ dự tuyển cho một số vị trí việc làm qua đường bưu điện hoặc từ chối xét tuyển đối với mọi công dân Mỹ. Facebook sẽ trả khoản tiền phạt 4 triệu 750 ngàn đô la cho chính phủ Mỹ, cộng với 9 triệu 500 ngàn đô la cho các nạn nhân của tình trạng phân biệt đối xử nói trên. Vụ dàn xếp diễn ra trong bối cảnh Facebook đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của chính phủ Mỹ. Trong tháng qua, Facebook tiếp tục bị chỉ trích khi một cựu nhân viên của họ tiết lộ, công ty này nhận thức được rằng các ứng dụng của họ có thể gây hại đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ, nhưng đã cố tình phớt lờ. Chuyến bay đầu tiên trong chương trình Làng đi lại cho hành khách được tiêm vaccine đầy đủ VTL mở rộng của Singapore đã được thực hiện thành công. 80 hành khách tham gia chuyến bay từ Amsterdam, Hà Lan đã về đến sân bay Changi của Singapore trong ngày hôm nay. Theo hãng Singapore Airlines, chuyến bay SQ329 hạ cánh lúc 6 giờ 37 phút sáng nay theo giờ Singapore, chậm hơn kế hoạch ban đầu do bị hoãn vì lý do tắc nghẽn giao thông. Singapore đã đạt thỏa thuận về chương trình VTL với Đức và Brunei, cho phép hành khách di chuyển không phải cách ly nếu có xét nghiệm âm tính. Sau đó thêm 8 quốc gia khác, trong đó có Hà Lan, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Mỹ, được bổ sung vào ngày 19 tháng 10. Hàn Quốc sẽ tham gia chương trình này từ ngày 15 tháng 11.
Tại Mexico, các hoạt động chuẩn bị cho ngày của người chết đã bắt đầu trên khắp cả nước. Đây là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời và mang nhiều ý nghĩa nhất với người dân đất nước này. Ở ngoài ô thủ đô Mexico City, các nhà vườn đang tất bật dựng chuyển hoa để trang trí cho lễ hội. Được sử dụng nhiều nhất trong dịp này là hoa cúc vạn thọ. Người Mexico đặt chúng xung quanh nhà gần các nghĩa trang và cạnh những bức ảnh của người thân đã khuất, với niềm tin rằng hoa sẽ dẫn đường cho họ về thăm lại vùng đất của người sống trong những ngày lễ. Còn ở trung tâm thành phố, người ta dễ dàng bắt gặp những chiếc đầu lâu được trang trí sặc sỡ, lấy cảm hứng từ nghệ sĩ Frida Kahlo. Trong truyền thống của người Mexico, ngày của người chết là dịp để các gia đình tưởng nhớ người thân và học cách trân trọng cuộc sống. Trái với không khí u buồn, các nghi lễ diễn ra trong niềm hân hoan vui tươi và đầy màu sắc. Sự kiện chính thức sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Với mong muốn nâng cao nhận thức của mọi người về biến đổi khí hậu, họa sĩ Mundano dùng tro cháy rừng từ vùng Amazon và những nơi khác của Brazil để làm nguyên liệu vẽ bức tranh tường khổng lồ ở Sao Paulo. Từ những loại tro cháy rừng khác nhau, anh Mundano vẽ lên bên ngoài tòa cao ốc ở Sao Paulo một tranh tường khổng lồ với diện tích lên đến 1.000 m². Tác phẩm có tên gọi Người chữa cháy rừng, thể hiện một người lính cứu hỏa trong tư thế dũng cảm. Tôi đã chọn rừng Pantanal của vùng Cerrado thuộc Amazon để đi khảo sát, nhìn tận mắt thiệt hại, cảm nhận tác động, chứng kiến ngọn lửa hoành hành. Chúng ta cũng biết là than củi là chất tự nhiên để tạo màu rất tốt, được dùng từ lâu. Anh Mundano lọc tro cháy rừng qua lưới trước khi pha vào dung môi. Tổng cộng đã có 200 ký tro được sử dụng. Chúng được tập hợp từ nhiều đám cháy rừng, nơi có các thảm thực vật khác nhau. Hội chợ sách Frankfurt, hội chợ sách lớn nhất trên thế giới, chính thức trở lại trong tuần này trong bối cảnh ngành xuất bản hồi phục mạnh mẽ do nhu cầu của độc giả gia tăng. Hội chợ sách Frankfurt 2021 quy tụ hơn 1.500 công ty xuất bản phát hành sách đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới. Tuy quy mô nhỏ hơn mọi năm, nhưng sự kiện này vẫn tạo cơ hội để ngành xuất bản kết nối giữa độc giả với tác giả. Hội chợ sách Frankfurt 2021 diễn ra trong bối cảnh ngành xuất bản ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 18 tháng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tại Mỹ, doanh số sách in đã tăng hơn 8% trong năm 2020. Đại dịch đã khiến thế giới của chúng ta mất đồng bộ. Và bây giờ, có vẻ như chúng ta nên để lại điều tồi tệ nhất sau lưng và bắt đầu một khởi đầu mới. Đó là lý do tại sao chủ đề trọng tâm của hội sách lần này là chúng ta muốn sống như thế nào. Hội chợ sách Frankfurt diễn ra đến ngày 24 tháng 10. Những người tham dự phải tuân thủ các quy định của ban tổ chức về phòng chống dịch. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 bị can: Nguyễn Minh Khải, nguyên giám đốc; Võ Thị Trinh Nga và Phí Duy Tiến, cùng là nguyên phó giám đốc; và Nguyễn Quốc Toản, nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức. Cơ quan điều tra xác định năm 2018, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu. Một số lãnh đạo bệnh viện đã làm trái quy định trong việc đấu thầu, gạt loại thủy tinh thể nhân tạo có giá dự thầu thấp nhất để mua loại có giá dự thầu cao nhưng chất lượng tương đương. Theo cơ quan điều tra, sai phạm của nhóm lãnh đạo bệnh viện đã khiến bảo hiểm y tế và người bệnh phải chi trả cao hơn khi điều trị. Trong đó, quỹ bảo hiểm y tế thiệt hại hơn 5 tỷ đồng, bệnh nhân có bảo hiểm y tế thiệt hại hơn 7 tỷ đồng, còn người bệnh không có bảo hiểm gần 2 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát thông báo kêu gọi các cá nhân là bị hại liên hệ với cơ quan theo số điện thoại 069-234-860 hoặc 0975-919-247. Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ cháy kho đông lạnh của một công ty thực phẩm vào rạng sáng nay. Vào lúc 3 giờ 24 phút sáng nay, hỏa hoạn xảy ra tại kho đông lạnh của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Vishin trên tỉnh lộ 10, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Người dân xung quanh phát hiện dùng bình chữa cháy, nước dập lửa tại chỗ nhưng không thành. Nhận tin báo, phòng PC07 đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận nhiều hướng để chữa cháy. Đến 4 giờ 55 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm thiệt hại khoảng 220 trong tổng 2.900 m² diện tích kho đông lạnh và khu vực văn phòng của công ty. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã bảo vệ được phần diện tích còn lại của công ty, ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực khác và nhà dân xung quanh.
Sáng nay, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang kiểm tra một cửa hàng thiết bị điện tại thành phố Châu Đốc và đã phát hiện tạm giữ số lượng lớn đồ điện gia dụng có nhãn mác nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Tổ công tác tiến hành kiểm tra một cửa hàng thiết bị điện trên đường Nguyễn Văn Thoại, khóm 5, phường Châu Phú A. Tổ công tác phát hiện cửa hàng đang trưng bày gần 2.200 bóng đèn, hộp đèn LED, đèn năng lượng, đèn áp tường, đèn tròn, đèn cao áp và hồng ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ và một số hàng hóa có nhãn mác nước ngoài. Nhưng chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại thời điểm kiểm tra. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và bàn giao cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Cần tiền trả nợ nên lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đối tượng Hồ Tiến Đạt đã lừa các nạn nhân là mình đang mua bán các sản phẩm thiết bị y tế và sau đó chiếm đoạt số tiền trên 3 tỷ đồng. Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra đối tượng Đạt, 30 tuổi, trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần, Đạt đã gặp anh Trần Minh Ngọc rồi lừa là mình đang mua bán các sản phẩm thiết bị y tế. Sau đó Đạt rủ anh Ngọc cùng góp tiền kinh doanh. Anh Ngọc đã nhiều lần chuyển tiền cho Đạt với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng. Để tạo thêm lòng tin, Đạt đã dùng chính tiền của anh Ngọc chuyển cho mình rồi chuyển lại cho anh Ngọc 600 triệu đồng và nói rằng đó là tiền lời từ việc kinh doanh. Số tiền còn lại Đạt đã chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cũng với thủ đoạn tương tự, Đạt còn lừa đảo chiếm đoạt của anh Đào Duy Ngự khoảng 2 tỷ đồng. Thông tin cập nhật, trưa nay một vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải đã xảy ra tại chân cầu Chánh Hưng, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, làm người điều khiển xe máy tử vong. Tai nạn xảy ra khoảng 13 giờ 30 phút, người phụ nữ chạy xe máy trên đường Phạm Hùng, khi đến đầu cầu Chánh Hưng thì đánh lái tránh một chiếc xe đạp đang lên cầu. Lúc này một xe tải chạy cùng chiều lao tới và chạm với xe máy, người phụ nữ ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng đã phong tỏa một nhánh cầu Chánh Hưng, xử lý hiện trường và trích xuất camera điều tra nguyên nhân tai nạn. Đến 16 giờ chiều nay, giao thông qua cầu Chánh Hưng đã trở lại bình thường. Hôm nay, Công an phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức đã bước đầu điều tra xác minh tin trình báo về việc một người lạ xông vào nhà bế bé trai 2 tuổi rồi đánh bà ngoại. Thực chất đây là tin trình báo giả do bà ngoại tưởng tượng ra. Vào cuộc lấy lời khai, trích xuất camera xác minh, công an nhận thấy không có vụ bắt cóc trẻ em như bà Nguyễn Trúc Mai, 46 tuổi, trình báo hôm qua. Sau khi lấy lời khai nhiều lần, cuối cùng bà Mai thừa nhận do thấy cháu khóc, vừa lúc này cũng có một thanh niên chạy xe máy ngang qua. Vì lo sợ muốn công an điều tra nên bà Mai dừng lên câu chuyện. Công an cũng mời người đi xe máy lên làm việc, anh này khai nhận là đi ngang qua chứ không biết gì. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.